Mở công ty được cả năm rồi mà chưa có đồng phục là thiếu sót cực kỳ lớn đấy nhá. Hình ảnh công ty thì không được đồng bộ này, khách hàng lại càng khó nhớ tới thương hiệu hơn, dẫn tới kết quả là doanh thu kém. Vậy để doanh số tăng vù vù, hình ảnh công ty thêm chuyên nghiệp, khách hàng thêm ấn tượng thì sắm ngay những chiếc áo đồng phục như thế này tại Đồng Phục 4 mùa nhá. Chúng mình sẽ giúp hình ảnh thương hiệu của bạn được thể hiện trên áo đồng phục một cách rõ ràng như thế này nha. Màu sắc áo đúng chuẩn màu nhận diện, logo thương hiệu cùng các thông tin, thông điệp hay slogan cũng được in theo rõ nét ở cả mặt trước lẫn mặt sau áo. Đảm bảo độ bền vải cao, không lo bã nhão hay bạc màu qua thời gian. Hình in thì bền bỉ, không bong chóc, đường may chắc chắn, không để lại chỉ thừa. Đặc biệt, đội ngũ thiết kế của Đồng Phục 4 mùa sẽ sáng tạo thêm các chi tiết pha phối để tạo nên chiếc áo đồng phục thời trang và hoàn hảo nhất. Cần may đồng phục, để lại ngay comment để được tư vấn nhanh chóng và dễ dàng nhé.